Brazil tổ chức quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ Pelé. Chính phủ Brazil thông báo để quốc tang 3 ngày sau khi vua bóng đá Pelé qua đời, hưởng thọ 82 tuổi. Sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, Pelé đã rút hơi thở cuối cùng vào ngày 30 tháng 12, hưởng thọ 82 tuổi. Sự ra đi của vua bóng đá Pelé khiến những người hâm mộ môn thể thao vua trên toàn thế giới tiếc thương. Trong thông báo mới nhất, chính phủ Brazil cho biết sẽ tổ chức quốc tang 3 ngày bắt đầu từ ngày 29 tháng 12 giờ địa phương để tưởng nhớ huyền thoại bóng đá Pelé. Riêng ở bang Sao Paulo, lễ tang của Pelé sẽ kéo dài trong 7 ngày. Lễ tang của vua bóng đá Pelé sẽ được tổ chức tại sân vận động Vila Belmiro, nơi huyền thoại bóng đá người Brazil đã tỏa sáng và chơi rất hay trong phần lớn sự nghiệp của mình. Trong sự nghiệp của mình, Pelé đã ghi 1.279 bàn thắng sau 1.363 trận. Con số ấn tượng này được ghi nhận trong sách kỷ lục Guinness. Ông đi vào lịch sử bóng đá thế giới với 3 chức vô địch World Cup. Năm 1999, Pelé từng được Ủy ban Olympic vinh danh với giải thưởng vận động viên của thế kỷ. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.